Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu đơn. Đây là những bông hoa mình đã làm rồi. Thì để làm những một mẫu hoa mẫu đơn như thế này thì chúng ta cần chuẩn bị các loại giấy như sau nhé. Ở đây mình làm hoa mẫu đơn màu đỏ nên là mình sẽ có giấy nhún màu đỏ. Giấy màu xanh để làm lá và màu vàng để làm nhụy. Thì trước tiên là chúng ta sẽ làm nhụy hoa trước nhé. Các bạn cắt cho mình một đoạn giấy nhún này có chiều dài là 30cm nhé. Và có chiều rộng là khoảng 5cm, 5 hoặc là 4cm cũng được. Rồi, sau đó thì các bạn gấp đôi tờ giấy này ạ. Sau đó thì các bạn gặp lần sau mà để chúng ta có thể cắt tua rua đó. Đây các bạn, các bạn dùng kéo cắt tua rua. Bây giờ mình quá tay rồi. Cắt tua rua có độ dài khoảng bằng một nửa cái miếng này, tức là 2,5cm nhé. Khi cắt xong thì chúng ta sẽ có một đoạn như này. Và để lát nữa thì chúng ta sẽ làm nhụy hoa nhé. Tiếp đến là chúng ta sẽ cắt phần cánh hoa. Các bạn lấy giấy nhún màu đỏ đó. Các bạn cũng cắt một tờ khoảng 30cm như thế này. Có chiều rộng khoảng 6cm. Cái chiều này khoảng 6cm. À, 6 hoặc 6,5 cũng được. Vì bạn nào mà làm hoa mà nó to hơn thì các bạn làm kích thước to hơn. Đây mình làm khoảng 6,5. Các bạn cắt tờ như thế. Và các bạn cắt 3 miếng như thế này. 3 miếng như thế này nhá. Ở đây mình cắt sẵn. Đây, 3 miếng có độ dài như thế, 30 nhân với 6 và khoảng 6,5. Rồi. Mình đầu tiên thì các bạn cắt gấp 4 tờ giấy. Gấp 4 tờ giấy lại. Các bạn dùng kéo cắt ra. Vậy chúng ta sẽ được 8 cái mảnh như thế này. Và làm cái phần cánh hoa bên trong cùng. Tiếp đến là hai mảnh còn lại thì chúng ta sẽ cắt có kích thước là các bạn gấp đôi lại. À không cần đâu. Các bạn cái chiều này nó là 30cm đúng không? 30cm thì các bạn cắt mỗi mảnh 5cm. Tức là một mảnh này chúng ta được 6 cánh hoa. Chúng ta sẽ làm cái này là làm cánh lớn. Mảnh còn lại cũng vậy. Các bạn cũng cắt tương tự như thế. Cắt thành 6 mảnh. Ok. Sau đó thì các bạn
gấp đôi cái mảnh, các mảnh đẹp, các mảnh còn lại lại. Chúng ta sẽ cắt như thế này nhá. Vát một đầu này. Sau đó thì sẽ lượn hai vòng bằng nhau như thế này. Lượn xuống. Đó. Chúng ta sẽ được một cái cánh hoa như thế này. Rồi chúng dùng hai tay này kéo giãn cái đầu nó ra. Rồi. Ok. Rồi các bạn dùng tay kéo nhẹ cái phần bụng hoa, bụng của cánh hoa ra tròn như thế này. Tương tự với những cái cánh hoa còn lại chúng ta cũng cắt như vậy. Rồi chúng ta cũng kéo giãn ra. Rồi kéo giãn phần bụng. Mình sẽ làm mỗi cho các bạn ba cánh hoa thôi nhá. Đây là mình cắt cánh lớn. Cánh nhỏ các bạn cũng làm tương tự như vậy. Ok. Rồi các bạn, sau khi các bạn cắt được như vậy thì các bạn sẽ có tầm 12 cái cánh lớn và 8 cánh nhỏ như thế này. Mình đã cắt sẵn rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ làm cái phần ghép cánh hoa vào. Đây là phần nhị mình vừa làm, các bạn sẽ nhớ ra nhé. Chúng ta được phần nhị như thế này. Các bạn dùng cái kẽm đó. Cái kẽm nhỏ như thế này để làm thân cây hoặc là to hơn một chút cũng được. Ở đây mình không có kẽm to nên mình dùng tạm kẽm nhỏ. Và các bạn dùng keo nến hoặc keo sữa dán phần nhị vào. Ở đầu này thì ở cái đầu các bạn nên phun keo vào cái phần đầu của cái kẽm nhá. Như thế thì cho cái nhị hoa nó chắc. Rồi các bạn cuốn vào thôi. Như vậy chúng ta đã được phần nhị hoa. Giờ thì chúng ta sẽ ghép phần cánh hoa vào nhé. Các bạn ghép phần cánh hoa nhỏ trước. Với hoa mẫu đơn này thì các bạn có thể làm các kích thước khác nhau đều được, nhưng theo mình thì nên làm nó to to một chút đấy thì nhìn hoa nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều.
vậy là mình đã dán xong cái phần cánh nhỏ. Và đến bây giờ sẽ là phần cánh lớn. Làm sao cho các lớp cánh nó đều nhau nhé, vậy nó không bị lệch là được mà. Bản thân mình thì thấy là hoa mẫu đơn màu trắng là đẹp nhất. Đây mình làm mà các màu rồi nên là muốn làm một màu khác một chút thì mình làm màu đỏ. Các bạn cứ dán cánh hoa đến khi nào các bạn thấy nó độ to vừa đủ thì các bạn dừng lại. Ở đây mình có bao nhiêu thì mình sẽ dán hết. Khá là to rồi đó. Còn cánh cuối cùng đó. Vậy là mình đã ghép xong phần cánh hoa của bông hoa mẫu đơn này. Nhìn màu đỏ thì nó không được đẹp cho lắm nhỉ. Giờ đến mình sẽ làm cái phần đài hoa nhé. Thì các bạn cắt một tờ giấy có kích thước tầm khoảng 5 cm, chiều dài 6 cm đi, chiều rộng thì tầm khoảng 1 cm là được. Sau đó các bạn cắt nhỏ ra rồi gập đôi lại, cắt như hình mình cắt lá ấy. Đó. Rồi các bạn giãn cái bụng nó ra là được. Các bạn cắt tầm khoảng 4 đến 5 cái đài hoa như thế này. Đây, ở đây mình đã cắt sẵn rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ gắn vào.
các bạn nên phết keo cho nó tầm khoảng gần một nửa cái lá, cái đài này nhá, để cho nó che đây cái phần lúc mà mình dán cánh hoa nó bị lộ nhá. Ở đây thì mình sẽ gắn 5 đài. Như vậy chúng ta đã gắn xong cái đa phần đài hoa cho bông hoa này. Các bạn chỉ lại cái cánh hoa cho nó. Mình làm hơi to quá, hơi nhiều cánh hoa quá rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm phần lá cho bông hoa mẫu đơn này nhé. Các bạn cắt một hình chữ nhật kích thước khoảng 6 và 7. Các bạn gấp đôi lại. Các bạn cắt ra như thế này. Chúng ta sẽ được một cái lá như thế này. Ở đây thì mình cũng có làm sẵn chiếc lá của bông hoa mẫu đơn, thì nó có hình dạng như thế này. Các bạn dùng kẽm xi nhá. Còn hai cái lá còn lại thì mình cắt như cắt đài hoa lúc nãy. Các bạn cắt một đoạn 1cm x 6cm nhé. Cắt tầm 2 chiếc như thế. Ok. Giờ các bạn ghép. Đầu tiên các bạn dùng keo sữa để dán trên lá như thế này. Cắt hai đoạn kẽm xi nhỏ tầm 4cm để gắn trên lá như thế này. Các bạn cũng phết keo sữa và làm tương tự. Các bạn thấy nó khô rồi, mình dùng băng keo sáp để mình gắn hai cái lá nhỏ lại và cái cánh lá to này nhá. Cái này mình dán nó chưa được khô nên là nó bị tuột ra. Tương tự mình dán cái lá còn lại. Như vậy chúng ta đã được hai cái lá của hoa mẫu đơn. Bây giờ chúng ta ghép vào thân cây hoa thì chúng ta cũng dùng băng keo sáp để ghép vậy nhé.
Rồi, bây giờ chúng ta dùng tay để quấn lá cho nó đẹp đẹp một chút. À, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn làm cái mẫu bông hoa mẫu đơn như thế này. Đây là 4 bông hoa mẫu đơn mà mình đã làm. À, chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa mẫu đơn như thế này. Nhìn khá là đẹp. Có thể các bạn có thể dùng để bó hoặc là cắm ba lọ để được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.